sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bếp nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son. Trong bao mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn đường em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương. Biết mấy mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Gia Huy đang làm gì ta? Không biết là Gia Huy có nhớ đến mình không á? Anh đang làm việc hay là anh đang nhông nhông ngoài đường? Có khi nào ngựa quen đường cũ rồi cây? Bây giờ phải sao đây? Alo, tôi nghe nè. Rồi, tôi biết rồi. Yên tâm, tôi đã có cách. Lần này anh sẽ chết với tôi, chứ đừng ở đó mà lẻo lửng. Trước hết là mình phải tạo một cái nick giả, tạo một Facebook giả nha. Xong. Sau đó sẽ tìm một tấm hình thật là đẹp, một cô gái thật là sexy nóng bỏng. Gái sexy nóng bỏng. Wow. Đây. Quá nóng. Lưu về. Để làm ảnh đại diện. Đẹp quá. Đến nỗi mình còn mê mà. Huống hồ gì đàn ông con trai. Trai nào mà chịu nổi chứ. Quá đẹp. Bây giờ phải viết một cái status thả thính. Thả thính gì đây ta? Giới trẻ bây giờ thường thả thính gì cho nó dễ dính ta? Thường có mấy cái câu: hôm nay sao tôi cô đơn quá. Không hay. Nhà em có bán rượu không? Sao nhìn em anh thấy sai quá. Thôi cũ quá, không được. Một người phụ nữ quyến rũ là một người phụ nữ không thuộc về ai. Thôi cũng không được. Gì đây? Em đang ế. Không hợp lý. Đẹp vậy sao ế được? Người ta sẽ không tin. Bây giờ phải viết cái gì đây ta? Viết cái gì cho hay ho mà nhìn vô một cái là mê liền đây. Thôi cứ để đại là em đang cô đơn đi. Ai dính mình dính. Quá, suy nghĩ không ra. Em đang cô đơn quá. 3 chấm. Bây giờ sẽ bắt đầu chiến dịch tấn công. Gia Huy đâu? Kết bạn. Chỉ cần vài giây thôi, thế nào anh cũng sẽ kết bạn lại với tôi. Gặp gái đẹp thì làm sao mà anh bỏ được chứ.
Sao vẫn chưa kết bạn vậy? Cái ông này đang làm gì ta? Hay là không có online? Thử mới biết. Alo. Alo, anh hả? Alo, anh nghe nè. Ồ, anh đang đâu vậy? Anh ở chỗ làm. Có gì không em? À, không có gì hết á. Chừng nào về? Anh chưa biết nữa. Có gì không? Không có gì hết á, nhưng mà nếu mà không có gì thôi cúp máy nha, anh đang bận nha. Dạ. Bận. Làm như có mình biết bận vậy đó. Lúc nào cũng bận. Tới luôn. Được. Ok. Rõ ràng bây giờ là hết dối nha. Lúc nào cũng anh hứa anh sẽ không lăng nhăng nữa, anh hứa anh sẽ không yêu ai nữa, anh hứa anh không để ý, anh không nhìn gái nữa, anh hứa anh không nói chuyện với gái trên Facebook nữa, anh hứa anh không lên Facebook nhìn hình gái, anh không tìm gái nữa. Hứa cái gì cũng hứa hết. Không làm. Bây giờ còn dám nhắn tin với gái nữa hả? Được rồi. Lần này hả? Nói có sách mách có chứng, thử coi anh có chối được nữa không. 10 bộ cũng được. Để xem lần này anh có giấu cái bộ mặt thật của anh được nữa không. Hết chối nhà Giao Huy. Nhà ơi, ba về rồi nè. Ủa sao khóc vậy Khang? Vì sao con bị hư mà mẹ không chịu sửa? Ủa, sao mẹ con nằm đây? Mẹ con nhậu chứ ai. Mẹ nhậu hả? Chứ sao. Rồi con ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Đi lên phòng đi, chút bà nấu mì cho ăn nghe không? Dạ. Đi lên đi. Về nhà cửa không chịu dọn dẹp, nhậu nhẹt. Đi lên, đi lên phòng. Bữa nay em giao giải ra. Trời ơi. Chạy. Đi lên phòng nha. Trời ơi, hung dữ quá. Đi lên phòng. Ai da. Sao vẫn chưa trả lời tin nhắn vậy ta? Cá cắn câu rồi
Sao lâu vậy? Không lẽ đây là cái chiêu của mấy ông đàn ông? Cắn câu rồi nhưng mà để cho con gái nằm chờ như vậy. Nữ đợi 30 phút chưa tới. Mất lịch sự. Nghĩ cũng lạ. Lúc trước á, mình có nhiều người theo đuổi, nhiều người thương lắm. Mà sao mình không lấy? Mình đi lấy cái ông này. Tại sao lại lấy cái ông này chứ? Đến hay không cũng phải nhắn tin cho người ta biết chứ. Mất chờ hoài. Chung thủy với mình. Thật là không uổng công một buổi tối nằm chờ vật vờ vật vưởng lắc la lắc lưỡng ở đây. Bây giờ thì đi về thôi chứ ở đây làm cái gì nữa. Ơi cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Nhỏ bé nhưng em vẫn rất tí thương. Mẹ biết giữa em đời